Hello, mình xin chào cả nhà. Hôm nay thì nhà mình sẽ nấu cà ri vịt để ăn với lại bánh mì hoặc là ăn bún nha các bạn. Ở đây mình có nửa con vịt, mình đã rửa sạch và đã chặt ra từng miếng vừa ăn rồi nha. Rồi ở đây mình có khoai lang, hai củ khoai lang, mình cũng đã gọt vỏ và sắc thành từng miếng vừa ăn, với lại sả nữa nè. Sả mình sắc khúc khúc ha, để bỏ vô nồi cà ri cho nó thơm nha. Ở đây là gừng và ớt mình đã băm nhuyễn nè, tỏi băm nhuyễn cũng như hành tím băm nhuyễn. Đồng thời đây mình cũng có nước cốt dừa ha, rồi bột cà ri cũng như bột nghệ và dầu màu đều nha, và một số gia vị đi kèm như là muối, đường, hạt nêm cũng như là ớt khô. Ớt khô là option nếu các bạn muốn cà ri của mình nó thêm cay một xí ha. Bây giờ mình sẽ đi ướp thịt vịt nha các bạn. Mình sẽ cho vào trong đây cái phần gừng và ớt mình đã băm nhuyễn ra nè. Mình chừa lại chút xíu nha cả nhà, để một lát rồi mình phi cho thơm ha. Hành tím và tỏi băm nhuyễn nè, mình cũng chừa lại chút xíu ha, để lát hồi mình phi lên cho thơm. Mình sẽ cho vào trong đây một muỗng cà phê muối nha các bạn, hai muỗng cà phê đường nha, và một muỗng cà phê hạt nêm ha, một muỗng cà phê bột cà ri nha các bạn, hai muỗng cà phê bột nghệ nha, rồi chút xíu ớt khô cho cà ri mình thêm cay cay một xí ha, một muỗng canh dầu màu điều. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái phần thịt vịt này lên và để khoảng 30 phút cho thịt vịt nó thấm nha các bạn. Thịt vịt của mình nãy giờ ướp được 30 phút rồi nè các bạn. Cái màu rất là đẹp ha, mà thơm nữa. Bây giờ mình sẽ đem nấu cà ri nha. Cho cái nồi lên bếp nè, một muỗng canh dầu ăn nha. Cho cái phần hành tím cũng như tỏi, gừng và ớt băm nhuyễn mà mình mỗi thứ một chừng miếng hồi nãy nè các bạn, vào trong đây mình phi cho nó thơm ha. Cái này mà được có cái lá cà ri nha các bạn, để vô trong đây nấu thì nó rất là thơm. Rồi khi mà hành tỏi nó đã hơi ngả màu một tí thì nó thơm rồi các bạn. Giờ mình sẽ để thịt vịt vào đây mình xào lên cho nó săn lại ha. Cái thịt vịt sau khi mình xào cho nó săn thịt lại rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước lạnh vô nha, vô xăm xắp ha. Rồi bây giờ mình nấu lên cho cái thịt vịt nó mềm ra nha. Đến khi nào mà thịt vịt nó mềm rồi đó thì mình nêm lại và mình bỏ khoai lang vô ha. Sau khi mình nấu được 30 phút rồi, thịt vịt nó cũng vừa chín tới nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để khoai lang vào trong đây nha. Nếu bạn nào ở Việt Nam á, thì có nước cốt dừa, cốt dảo dừa đó thì mình đổ vô mình nấu trước, rồi một lát hồi mình đổ nước cốt dừa rặt vô sau nha. Còn tại vì ở đây mình xài nước cốt dừa bằng lon, trong lon đó, cho nên mình không có nước dảo dừa, cho nên mình phải đổ nước lạnh bình thường vô để mình nấu đến khi vịt nó mềm ha. Khi mà nêm xong xuôi hết rồi đó thì lúc đó mình mới để nước cốt dừa vô nha. Thì trong quá trình nấu thì nước có rút xuống cạn bớt đó các bạn, thì mình lấy nước mình châm lên cho nó hơi xăm xắp một xí ha. Chỉ hơi xăm xắp thôi nha, mình còn một lát nữa mình còn để nước cốt dừa vô nữa nha. Khoai của mình nó cũng đã vừa chín tới rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm ha, rồi sau đó mình để nước cốt dừa vô ha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sả mà mình sắc khúc mà mình đã đập dập ra rồi nè vào đây để cho nó thơm ha. Bây giờ mình sẽ nêm lại nha các bạn. Sẽ cho vào trong nồi cà ri của mình là một muỗng canh hạt nêm nha, một muỗng canh đường, như là nửa muỗng cà phê muối ha. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt dừa vào nha các bạn. Mình sẽ cho vào trong đây 250ml nước cốt dừa nha, khoảng một chén nước cốt dừa rặt nha các bạn. Cái đó còn tùy theo ha, nếu các bạn muốn béo hơn nữa thì mình cho thêm nhiều hơn nữa nha. Mình có thể cho 300ml nước cốt dừa nha, nước cốt dừa đậm đặc á ha. Rồi sau khi đổ nước cốt dừa vào rồi, bây giờ nó sôi trở lại nha các bạn. Sẽ đảo đều lên mình nếm lại một lần nữa có vừa ăn chưa nha. Sau khi mình nếm lại á, thì mình thấy là mình cần phải để vào trong đây thêm nửa muỗng canh đường cát nữa nha các bạn. Rồi bây giờ nồi cà ri của mình đã xong rồi ha. Nếu mà bạn nào kinh doanh á, muốn cho cái nồi cà ri của mình có cái màu đỏ hạt điều đẹp á, thì mình cho cái dầu màu điều vào trong lúc này nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần hành tây mà mình sắc miếng nè vào trong đây.
Rồi đây là nồi cà ri mình mới vừa nấu xong, mình tắt lửa rồi nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị múc ra tô để mình ăn với bánh mì hoặc là ăn với bún nha. Mình thì rất thích ăn cà ri với lại bún nha. Ăn cà ri thì không thể nào thiếu muối ớt với chanh được nha các bạn. Ở đây là bún cà ri nè. Nếu bạn nào thích ăn bún thì mình ăn bún cà ri có giá với lại rau thơm ăn kèm nha. Còn nếu không thì mình ăn bánh mì chấm cà ri cũng rất là ngon nha các bạn. Thì nói chung lâu rồi mình không có ăn cà ri vịt, mình chỉ ăn cà ri gà thôi. Hôm nay mình nấu cà ri vịt để cho gia đình mình dùng á. Thì sau cái video này các bạn nấu một nồi cà ri cho gia đình mình cùng dùng nha. Nếu thấy thích cái recipe này của mình á thì cho mình thumbs up ha, like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình ha. Đăng ký kênh để có thêm nhiều video mới ra nữa nha. Thank you for watching. Bye bye.